Xin chào các bác, rất vui được gặp lại các bác trên kênh youtube của Đồng Hồ Quang Lâm Và trong video này, bên em sẽ trên tay một mẫu đồng hồ rất đẹp đến từ thương hiệu của Thụy Sĩ Đó là thương hiệu công Constant Thương hiệu này tuy có tuổi đời non trẻ nhưng mà đã có những cái thiết kế khá là tinh tế và chất lượng Và một trong số đó đó là chiếc FC Slimline Moonface 702 V3S4 nhé Chiếc này được uh, hãng FC niêm yết với mức giá là 69 triệu 570 nghìn Một chiếc uh, FC với mức giá rất là phù hợp Đây là một chiếc hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng Và giá thanh lý thì sẽ rẻ hơn giá của hãng một chút Mẫu môn phây này thì nó sẽ dành cho những anh em có cổ tay bé FC Một chiếc FC đầu 7 Size 38 khá là sang trọng Một mẫu hàng trưng bày tại cửa hàng chưa qua sử dụng nhé và trước đây của em là đầy đủ full box hộp sổ thẻ Và size của con này nó size vào, rơi vào size 38 Hợp với lại những anh em có cổ tay tầm 15 trở lên Và giá thì sẽ loanh quanh khoảng tầm 40 đến 50 triệu Giá sẽ có ở phần cuối video Và hoặc là trong phần link của video này các bác nhé Đi kèm về đây thì chúng ta sẽ có đây là các cái thẻ của FC đi kèm này Đó. Trước này được nhập khẩu chính hãng một chiếc hàng trưng bày thanh lý nhé. Cái hộp bên trong thì cái này trưng bày từ năm ngoái, từ năm 2023, đầu năm 2023 đến giờ thì nó sẽ, nó cái bên trong cái hộp này nó đã bị uh, hơi sờn một chút cái ni lông ở bên trong hộp. Còn ở bên ngoài thì vẫn là ngon lành. Con này được bọc rất là kỹ Hàng chưa qua sử dụng bọc ni lông này cho nên là Nó cũng không khác gì hàng mới đâu các bác nhé Về cây công thì đây là một thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ còn khá là non trẻ nếu mà so sánh với lại những thương hiệu lớn của ngành đồng hồ thế giới. Tuy nhiên thì thương hiệu này đã cho thấy một cái vị thế ở trên thị trường đồng hồ với những cái sản phẩm được người yêu đồng hồ ưa chuộng. Và sau hơn 3 thập kỷ thành lập, tức là từ 1988 đến giờ thì FC vẫn đang có những cái bước tiến rất mạnh mẽ với phương châm là live do passion, tức là sống với đam mê và họ đưa ra những cái đồng hồ rất đẹp. Và chiếc FC Slimline Moonface FC702V3V4 V3S4 này là một trong số đó Kích thước size của con này thì nó khá là nhỏ nhắn nhé Em sẽ đo, đo thử xem là size thực tế nó là bao nhiêu size của nó là size 38. Và độ mỏng của con này nó rơi vào 11,4 mm. Lắc tu lắc là 42,8 nhá. Và dây. Dây là 18. Khóa dây ở dưới này là 16. Với size 38 này thì nó sẽ phù hợp với những anh em cổ tay nhỏ và vừa. Cổ tay 7 uh, cổ tay khoảng tầm 15, 16, 17 thì khá là đẹp. Con này là nó nằm trong dòng Slimline của Fredrik Constant Nó ra mắt vào năm 2017 đấy. Tức là từ năm 2017 thì FC họ cho ra mắt bộ sưu tập Slimline này. Với các cái cỗ máy in-house của FC như con này thì bộ máy 702 có chức năng lịch tuần trăng được bổ sung vào bộ sưu tập vào năm 2017 đặc trưng của dòng slimline như cái tên của nó đó chính là cái thiết kế siêu mỏng nó mang hơi hướng hiện đại kết hợp cùng với lại một cái thiết kế cổ điển truyền thống như chiếc này thì các bác có thể thấy là nó có mặt dial với cái thiết kế rất là thanh thoát và ít chi tiết với thần thái lịch lãm và đầy sự cuốn hút mặt nó màu trắng và nó hơi hơi ngà ngà sang màu vàng một chút chứ không phải là trắng tinh bao bọc bên ngoài là lớp vỏ được mạ màu rose gold vàng hồng nhé đây các cọc số thì dạng vạch mảnh được mạ vàng rose gold bộ kim này, bộ kim này là bộ kim leaf bộ kim lá liễu cũng được mạ màu vàng rose gold vuốt rất là thật mảnh mai đây để em tia gần và để các bác cùng xem nhé đó bộ kim lá liễu bộ kim lá liễu này thì chúng ta sẽ thường thấy phổ biến trên các cái mẫu dress watch sang trọng và lịch lãm của thụy sĩ còn sang đến góc 3 giờ bên phải này thì sẽ có ô lịch tuần trăng moon phase đây là chính là cái đắt đỏ nhất trên bộ máy fc 702 còn bên trái này là ô lịch à, sắp sắp đầu hiển thị lịch ngày có nghĩa là lịch dương đấy thế còn đây là lịch âm. Cả hai chức năng này đều được điều chỉnh thông qua cái núm góc 3 giờ này. Cái moon phase này chính là cái điểm nhấn về mặt chức năng của FC702. Khi mà vừa xem được lịch dương và vừa có thể xem được lịch âm. Bằng cách nhìn vào cái hình ông trăng ở trên này chúng ta sẽ hình dung ra được là hôm nay là ngày mùng mấy âm. Đây là một trong số những cái chức năng khá là đắt đỏ trên những bộ máy của Thụy Sĩ. nó khá là mỏng nhé Đấy, bộ máy thì FC702 cũng sẽ là dày Cũng không phải là quá mỏng Nhưng mà họ sẽ thiết kế làm sao cho nó mỏng nhất có thể Đặc trưng của Slimline là mỏng mà Cho nên là phần dưới này người ta sẽ làm vắt cạnh Để khi chúng ta nhìn chéo thế này thì nó sẽ thấy là nó rất mỏng Đó, Còn trên này là mặt kính sapphire cong Nguyên khối được phủ chống lóa hai mặt Cả mặt trong và mặt ngoài Cho nên là chúng ta nhìn thấy giờ nó rất là rõ Kể cả ở bên ngoài trời Thân vỏ này chúng ta thấy này nó làm vát cạnh này đó, tạo ra những cái hình ảnh 3D nhờ hiệu ứng thị giác giúp cho cái mẫu FC702 này nó nhìn nó càng thêm mảnh mai và nó thon gọn hơn đó, nó bo thân vỏ được làm bằng thép không gì được mạ màu vàng rose gold đó, mạ vàng hồng Bộ dây da cá sấu Nam Mỹ này Dây đeo được làm bằng dây cá sấu cao cấp màu nâu Và đánh vân thêu chỉ nổi đồng màu với lại cái dây Khóa gặp chính hãng của FC nhé Sang đến phần máy của con FC này thì nó sử dụng bộ máy FC702 Là bộ máy in sau của Ferric Kê Con này thì nó bay trên dòng FC700 Là cái máy cơ bản của FC và sang đến dòng này thì đã có thêm lịch tuần trăng. SC-702 trên máy này có thể có uh, thêm một chút cải tiến về mặt uh, lịch tuần trăng. Nhưng mà về cơ bản nó vẫn sẽ có 26 chân kính, 28.800 tần số dao động và 42 giờ tích cót. 26 chân kính nhé, 28.800 tần số dao động và 42 giờ tích cót. Một bộ máy rất là đáng giá của thị sĩ. Thiết kế bên trong cầu máy này. Đằng sau họ sử dụng các cái vân làm rất là kỹ. Đây vân này là vân Pelage hay chúng ta gọi là vân vẩy cá đấy. Với mức độ hoàn thiện rất cao. Rotor bên ngoài được mạ màu vàng hồng và đục lõi để chúng ta có thể phô diễn cái bộ máy ở bên trong. Và bao bọc bên ngoài là mặt kính sapphire, lớp kính sapphire chống xước để chúng ta có thể quan sát được bộ máy ở bên trong. Các cái ốc thì cũng được sơn màu xanh nhé. Đây này. Ferrick ke constant Moonface. Manufacturer cái này nó thuộc bộ sưu tập manufacturer của FC. FC70123 X3S SD4/6 đây là cái case back number. Ở đây số series number của nó này. 3 ATM chống nước của con này là chống nước 3 ATM. Em sẽ ướm thử chiếc này trên cổ tay 16.5. Con này ở đây là size 38 và đeo trên cổ tay 16.5 nó sẽ rất phù hợp cho những anh em có cổ tay tầm 15, 16, 17 là đeo là đẹp. Cổ tay vừa và cổ tay ờ, nhỏ là chúng ta đeo rất phù hợp nhé. Như đã nói ở trên thì Ferrique Công Tăng là thương hiệu của thụy sĩ non trẻ với được có hơn 30 năm thôi. Nếu so sánh với lại các thương hiệu lớn hàng trăm năm của thụy sĩ thì thương hiệu này nó còn rất nhỏ tuy nhiên thì nó cũng đã có những cái vị thế nhất định trên thị trường khi mà sản phẩm của họ thứ nhất là bộ máy quan trọng nhất thì đều là bộ máy swiss made thụy sĩ đấy. rồi là các thiết kế của nó này rất là thời thượng và cách tân hơn chính vì vậy mà được người dùng trên toàn thế giới ưa chuộng bên cạnh đấy là giá cả rất phải chăng cho một chiếc đồng hồ của thụy sĩ và với phương châm là sống với đam mê cho nên hãng họ làm ra những chiếc đồng hồ nó rất là cách tân và nó đáp ứng được cái thị hiếu của người tiêu dùng người ta đang cần. Và với phong cách slimline như thế này, một phong cách thiết kế cổ điển này thì nó phù hợp với lại những quý ông thích phong cách cổ điển hơn là những chàng trai mới lớn. Đó. Giá niêm yết của con này thì nó sẽ ở đây như các bác có thể nhìn thấy là 69 triệu 570 nghìn. Đây là cái giá niêm yết của của hãng nhé chúng ta cũng có thể thấy ở trên trang chủ của Frederic K. Constant Việt Nam cũng đang niêm yết chiếc này với mức giá là 69 triệu 570 nghìn Đó, 69 triệu 570 và hiện tại thì chiếc này bên em đang có một chiếc hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng thì giá của chiếc này của anh em đang là 48 triệu 500 nghìn 48 triệu 500 nhé hàng trưng bày thanh lý được hơn một năm rồi đầu năm 2023 đến giờ thì bên em thanh lý với mức giá là 48 triệu 500 bác nào quan tâm mẫu FC702 này thì có thể liên hệ bên em theo thông tin địa chỉ phía dưới video hoặc các bác có thể truy cập vào website đồng hồ quang lâm.com để các bác đặt hàng chiếc này ở ngoài ra thì các bác có thể liên hệ trực tiếp bên em theo số hotline là 0834 69 6699 hoặc là các bác có thể trực tiếp trên tay tại 23 Nguyễn Công Hoan Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội và đồng hồ Quang Lâm xin cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.